cảm thấy mình bị buồn lắm. Thật sự làm phim nó là một cái gì đó tôi rất là đam mê. YouTube nó là giải trí, thật sự nó là giải trí. Tôi chỉ muốn chia sẻ những cái gì vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bởi vì khi mà tôi chia sẻ một cái niềm vui thì tôi lại có một thêm một cái nỗi buồn, tổn thương rất là nhiều, rất là nhiều. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ tôi đang dựng phim, dựng mấy cái vlog cũ thôi các bạn. Thì có nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đang rất là đẹp các bạn ơi. Hiện tại bây giờ đang là 6:19, 6:20 mà nhìn thấy trời đang rất là đẹp luôn. Thì cũng muốn quay lại cho các bạn xem. Thì bây giờ các bạn đi cùng tôi nha. Con tôi nó mới dựng xong mà đẹp ghê không? Chưa dựng xong á. Chưa dựng xong luôn á. Trời ơi, không nhận nó cũng là một cái kỳ công. Trước khi ra xem bầu trời á thì tôi có đi ngang qua phòng khách thì có hửi thấy một mùi rất là thơm luôn. Hỏi ra thì mới biết là vợ tôi hôm nay làm món cơm chiên. Lâu lắm rồi tôi không có được ăn cơm chiên thì để coi hôm nay vợ tôi nấu cơm chiên gì nha. Wow, nhìn quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Còn bên này là vợ tôi đang làm cái hộp gà la sét á. Hồng đào, lòng đào á, đây mình bể bỏ vô cái cơm chiên nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Giờ đập cái trứng nè. Đây, cái này là một cách làm cho hộp gà nó la sét, nó lòng đào mọi người. Wow, đây là ba dĩa cơm đã được bới ra rồi nè mọi người. Quá hấp dẫn luôn nha. Hồi nãy tôi review thiếu, thực ra là nó còn có thêm trứng muối nữa nha mọi người. Mọi người ơi, đây không phải là một clip vlog review đồ ăn nha. Vô tình ngày hôm nay vợ tôi nấu cái món này thơm nứt cái lỗ mũi luôn, cho nên phải chạy ra quay cái món ăn này cho mọi người xem thôi, chứ không phải là một clip review đồ ăn nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Ổng rồi cũng suy nghĩ lum la, không biết là tìm cái content nào để quay vlog tiếp gửi đến cho các bạn xem á. Kênh Auto Vlog cũng là một cái kênh mới của tôi. Tôi cũng không biết là chia sẻ những cái nội dung gì nhiều quá, cho nên tôi thấy cái gì thì hấp dẫn, thú vị thì tôi quay lên thôi. Thì ngày hôm nay tôi không có vlog gửi đến cho mọi người, cho nên đăng một cái clip gì đó chia sẻ tới mọi người chơi thôi. Thực sự làm vlog rất là khó mọi người ơi, thực sự luôn á, thực sự rất là khó luôn á. Mình muốn làm một cái gì đó mình phải suy nghĩ ra một cái kịch bản, nếu mà được thì mình kiếm một cái cuốn note đó mình viết ra này nọ rồi mình làm theo, hoặc là không thì mình phải suy nghĩ trong đầu của mình á. Mình phải suy nghĩ trong đầu của mình rồi mình phải tìm cách rồi này nọ rồi mình quay rồi đặt góc máy rồi dựng phim rồi mình tính toán này nọ rồi cái kiểu như thế nào thế nào. Mặc dù tôi là dựng phim rất là nhanh luôn á, nhưng mà không biết là phải tìm cái nội dung sao cho nó phù hợp mọi người. Tại vì ví dụ như mình được ra ngoài đường á thì mình có rất là nhiều nội dung để mình làm, còn này tối ngày mình ở trong nhà không mà cũng không biết tìm một cái nội dung gì hết. Chẳng lẽ bây giờ tối ngày tôi quay cho con tôi nó lại quay lại cho tôi, hai người quay qua quay lại rồi chơi game rồi một vòng nhà cũng không biết làm gì. Bây giờ đi ra khỏi đường cũng không được nữa. Bây giờ cái đoạn đường xa nhất tôi đi bây giờ là chỉ có từ nhà tôi ra ngoài cái phòng rác đổ rác rồi xong rồi đi vô lại, hoặc là xuống dưới sảnh ở dưới đường lấy đồ ăn lấy thức uống này nọ đồ thôi, chứ cũng chả biết đi đâu, nó cũng không biết làm gì. Mà thực sự là nếu mà có ra đường tôi cũng bịt mặt khẩu trang này nọ mắt kiến các kiểu lại, chứ cũng không có dám mở ra để nói chuyện tự nhiên như vậy nữa. Bởi vì người ta nói lúc mà rảnh á, lúc mà bình thường á không chịu làm vlog đâu, đến lúc dịch bệnh ở nhà buồn hiu không biết làm gì mới làm vlog. Mà thật sự ở nhà không có một cái chất liệu nào, không có một cái đề tài nào để làm được luôn các bạn.
À, chẳng lẽ bây giờ mình cứ review ăn cơm, ngày nào mình ăn cơm mà mình cứ review vậy coi riết nó chán, cũng không biết làm sao đó. Bởi vì bây giờ thấy cái gì nó lạ lạ đó là các bạn thấy bầu trời bắt đầu nó chuyển màu khác rồi nè, thì thấy gì nó vui vui nó quay lên gửi đến cho các bạn xem thôi. Đó, tôi mới zoom mà nói thiệt nha, công nhận có nhiều bạn vlogger rất là giỏi luôn, nói chuyện rất là lưu loát luôn. Không biết ở đâu ra họ suy nghĩ, ở đâu ra từ ngữ văn chương rồi nó rất là lưu loát luôn, rồi hình ảnh rồi cũng có những cái nội dung đề tài cũng rất là phong phú. Trên nền tảng YouTube bây giờ rất là nhiều cái nội dung luôn, ví dụ như là kênh YouTube là chuyên troll nhau nè, rồi ẩm thực nè, rồi săn bắt hái lượm, rồi kỹ thuật máy quay rồi đồ. Tôi thì tôi làm bên ngành phim, tại sao có nhiều bạn hỏi tại sao tôi không làm một cái kênh YouTube chia sẻ về cái công việc làm phim của mình. Thật sự làm phim nó là một cái gì đó tôi rất là đam mê. Nếu mà các bạn tổ chức những cái buổi workshop thì tôi có thể nói về nó được. Còn nếu mình để nói trên YouTube á thì tôi lại không thích chia sẻ như vậy, tại vì công việc nó là công việc, còn đối với tôi vlog YouTube nó là giải trí. Thật sự nó là giải trí, tôi chỉ muốn chia sẻ những cái gì vui vẻ trong cuộc sống thôi. Tại vì để có được ngày hôm nay á, thì tôi đã trải qua rất là nhiều sương gió rồi, đã trải qua rất là nhiều khó khăn cực khổ trong cái ngành này rồi. Bởi vì khi mà tôi chia sẻ một cái niềm vui thì tôi lại có một thêm một cái nỗi buồn. Một nỗi buồn ngày xưa, ví dụ khi mình nhắc lại cái câu chuyện đó, mình cái kinh nghiệm đó thì mình lại nhớ lại cái quá khứ đó, nó lại cảm thấy mình bị buồn lắm. Thật sự trong cái ngành này để có được vị trí như ngày hôm nay thì tôi cũng đã tổn thương rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên không bao giờ tôi muốn chia sẻ những cái chuyện mà công việc, cái nghề làm phim của tôi lên trên kênh YouTube hết. Ví dụ như thật sự giờ anh em bạn bè đam mê làm phim, những người nào không hiểu về cái gì về kịch bản, về dựng phim, về quay phim, về bố cục, về cảm xúc tâm lý nhân vật hay là gì đó bc, muốn cần gì hỏi tôi, cái nào tôi biết tôi sẽ trả lời, còn cái nào tôi không biết tôi sẽ nói là tôi không biết, không sao hết. Mọi người thấy cái bầu trời đằng sau lưng của tôi nó bắt đầu thay đổi rồi đó, nó đổi qua màu khác rồi đó, hổng rài cũng lạnh á. Cho nên xem những cái vlog mà các bạn nói về du lịch á cảm thấy rất là đã luôn á, giờ thèm được đi đâu đó dễ sợ luôn, rất là muốn đi chơi, rất là muốn đi nhiều nơi lắm. Nhưng mà nói gì nói chứ hết dịch là nhảy vào shop liền, làm liền, chứ đâu có thời gian đâu mà đi chơi. Ok, thì tự nhiên nhìn cái bầu trời đẹp á, làm cho mình bị xúc động quá, nhiều cảm xúc quá, cho nên mình nói khá nhiều. Để câu chuyện ngày hôm nay về cái một ngày chán nản, không biết làm gì, nói chuyện tầm phào gửi đến cho tất cả mọi người. Cũng giống như là tôi cũng muốn test lại cái chất lượng của con bóc cách 2 trước khi tôi có một cái suy nghĩ, trước khi tôi đưa ra quyết định là tôi có sử dụng nó tiếp hay không. Tại vì hai cái vlog trước, vlog cắt tóc với lại vlog chơi game á, là tôi hoàn toàn quay bằng cái điện thoại iPhone 12 Pro Max của tôi. Tôi quay để tôi xem thử đây cái chất lượng hình ảnh, âm thanh của nó như thế nào để sau này mình sử dụng nó luôn các bạn. Chứ tôi thật sự nói hôm trước tôi cũng có nói là tôi làm biếng quay vlog lắm. Mình có nghĩa là cái phone mình cầm mình để sẵn trong túi, mình móc ra mình quay liền luôn thì nó không có đỡ rườm rà, nó còn mất thời gian. Lúc nào mình cũng phải thủ theo một cái con máy quay phim, ví dụ như con Pocket 2 tôi đang cầm trên tay đó, tôi đang test nó ngày hôm nay, tôi muốn đem nó ra để tôi test lại coi cái năng suất, cái hiệu quả của nó tốt hay không, chất lượng hình ảnh âm thanh của nó tốt hay không, để tôi đưa ra cái quyết định cuối cùng. Thì tôi cảm thấy là điện thoại thì nó cũng sẽ là điện thoại thôi, thật sự nó không bảo đảm được cái chất lượng hình ảnh cũng giống như âm thanh mà tôi cần. Cho nên chắc tôi vẫn sẽ giữ lại con Pocket 2 này để tôi quay những cái góc máy khó. Và song song đó tôi sẽ chắc sẽ mua thêm một cái con máy Sony nhỏ nhỏ cầm tay để mà mình quay vlog mà mình có thể mở cái màn hình lật ra để mình có thể nhìn được cái khung hình, mình canh frame được, chất lượng hình ảnh nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Tôi nghĩ là vậy, chứ thật sự là quay bằng iPhone, quay bằng điện thoại chất lượng ảnh nó không được đẹp cho lắm. Dạ, ok, và bây giờ mình xem lại cái bầu trời một lần nữa trước khi mình kết thúc cái video này nha các bạn.
bây giờ cũng đã tối rồi ha các bạn ha. Bây giờ tôi phải mượn ánh sáng của trong nhà để hắt ra cái mặt của tôi nè, chứ không là tôi thui không thấy đường luôn. Ok, tôi sẽ kết thúc cái video tại đây nha, coi như là một cái vlog chia sẻ đơn giản đó. Các bạn thấy không, xe cấp cứu nó xe cấp cứu giờ là chạy ngoài đường rất là nhiều luôn đó. Giờ bây giờ hiện tại là chỉ có xe cấp cứu chạy thôi, vẫn đang rất là ồn luôn á đó. À, ok, coi như đây là một cái vlog chia sẻ đơn giản về một ngày không biết làm gì của tôi thôi nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ok thôi, clip này mình không có kêu gọi đăng ký chia sẻ gì hết, không có kêu gọi chia sẻ hết, chỉ là một cái vlog muốn chia sẻ về cuộc sống một ngày bình thường không biết làm gì hết của tôi thôi, không kêu gọi đăng ký gì hết nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều và tôi xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong vlog sau. Xin cảm ơn, bye bye.